Chào mừng bạn đến với kênh Top Sao Hàng. Sau đây là những tin tức đáng chú ý có trong ngày với những thông tin xoay quanh các ngôi sao K-pop của chúng ta. Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, Blackpink sẽ chính thức comeback sau thời gian dài nhập ngũ. Do đó, người hâm mộ vô cùng đón đợi sản phẩm lần này của 4 cô nàng. Teaser cho lần trở lại thứ 2 của Blackpink nhanh chóng được fan soi từng chi tiết. Theo thông tin từ phía YG, MV Pink Venom của Blackpink chính thức được ra mắt vào ngày 19 tháng 8 sắp tới. Và vào tối ngày hôm qua, Blackpink đã chính thức công bố teaser cho MV lần này. Quả nhiên không ngoài dự đoán, dù teaser chỉ vỏn vẹn 24 giây, nhưng người hâm mộ đã suýt xoa trước nhan sắc của các cô nàng. Theo những gì teaser tiết lộ, giai điệu âm nhạc lần này được sử dụng và kết hợp bởi nhiều loại nhạc cụ. Nếu lắng nghe kỹ, khán giả có thể thấy trong giai điệu bài hát có âm thanh của tiếng đàn. Đặc biệt hơn, chính chị cả Jisoo là người thực hiện tiếng đàn này. Người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện ra điều này nhờ vào chi tiết đốt ruồi ở ngón tay trỏ đặc trưng của Jisoo. Các fan lại càng cảm thấy tự hào về tài năng mà Jisoo thể hiện. Ngoài ra, khán giả không khỏi xót xa cho những vết sẹo nhỏ trên bàn tay ngọc ngà của chị cả Blackpink. Không chỉ có trong teaser, trong những tấm ảnh gần đây, nếu quan sát kỹ, khán giả vẫn có thể thấy trên tay Jisoo vẫn còn những vết sẹo nhỏ, song fan vẫn chưa chắc chắn đây là do tạo hình hay bị thương tật. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn phát hiện ra Jennie cũng sẽ xuất hiện với một mẫu tóc mới, dường như nữ thần tượng đã nhuộm highlight. Chính sự đổi mới của Jennie cũng là một yếu tố càng làm khán giả thêm trông đợi vào sự trở lại lần này của Blackpink. Lisa cũng chưa để lộ hoàn toàn mặt trong teaser vừa được công bố, hình ảnh của Rose thì đã bị YG làm mờ. Sự trở lại của Blackpink khiến các khán giả mong đợi. Với vị thế hiện có, nhiều người dự đoán rằng sự trở lại của Blackpink sẽ gây ra một cơn sốt lớn toàn cầu. Chúng mình là Top Sao Hàng. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới và hot nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.